cảm mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Tahico. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu sơ một chút về cái phụ kiện trên những cây súng rửa xe có tìm rửa của mình. Hẳn mọi người đều biết những cái cây này rất là quan trọng ha. Thì hôm nay em nói sơ một chút về cái phần phụ kiện ở đầu. Đây là đầu nối nhanh. Đầu nối nhanh này là sử dụng cho nước, nói chung là về dạng chất lỏng. Đây là đầu cái ren trong 13. Thì anh em sẽ hướng dẫn mọi người cách thay và nguyên nhân tại sao hư. Rồi bây giờ em xin phép thao tác nha. Ở đây thường mình rất hay sử dụng những cái cây súng dài. Đây, em sẽ lắp về cái nguyên trạng của nó là hiện tại đây. Bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra để mình thay cái phụ kiện mới này vô nha. Ở đây mình dùng một cái khóa 17 và một khóa 18 để mình dặn ra. Ở đây em dặn trước rồi, cho nó nhẹ. Thường nếu mà xì ở đâu á, anh chị tháo ra ở đó thì ở chỗ đó đều có một cái ron hết. Mình kiểm tra nếu mà test ron xì nước á, thì mình thay nha. Ở đây khi mà súng mới mua về thì cái đầu này thường họ sẽ, nhà sản xuất sẽ chích keo vô. Mình lấy lửa mình hơ. Gió quá. Mình hơ đều ngoài đây nha, đừng hơ sát vào đây, có cái ron nằm ở đây nè, chảy mất. Hơi sơ nhẹ thôi. Nó chảy được lớp keo ra rồi. Thiết kế của cái súng dài này thì đầu này là 17, đầu này là 18. Mình kê như vậy, mình giữ. Nhận ra. À, đây chị em nó có keo nè. Tiếp theo là một cái khóa 21, một cái khóa 17. Mình để cái này nè, mình bóp, mình gỡ nó ra. Nếu nó test ron thì mình thay ron anh chị nha. Đấy, cái nào mới dặn mình sắn vô thôi. Khi mà mình dặn vô á, mình quấn cho một ít cao su non hoặc là băng tan hay là băng nước á, dặn vô. Còn cái đầu này á, lúc ban đầu mình tháo ra mình đã hơi chảy keo rồi. Mình khi mà siết vô á, quấn có một ít băng tan. Mình siết vô, trả lại như cũ. Cách thay này cũng áp dụng với tất cả các loại súng xịt rửa xe thôi, như nhau hết. Rồi tiếp theo về cái phần quan trọng là tại sao mà thằng này mình phải thay nè. Thì á, ở đây á, thứ nhất là về ron thì mình không nói rồi, ron thì cũng có clip rồi. Thường á, hư là hư mấy cái bi này nè, những cái lò xo nó lẫy trong đây. Mình xài mình thay thế những cái bét mình gắn ra gắn vô á, khi mình gắn chưa có chặt, hoặc là mình sử dụng lâu ngày cái áp suất nó phun ra, thì giữa cái viên bi này và những cái khớp nối nhanh như thế này nó có một cái dung sai. Mình nhấp nhả thì cái này đi ra đi vô đâm ra nó mòn, thì mình thay thôi. Mà trường hợp này thì lâu lắm mình mới phải thay thôi, chứ không có thay liền. Trường hợp cuối cùng đi hủ xảy ra là ba đập thôi. Thì cái thay cái này rất là đơn giản, mình có thể liên hệ đến công ty Tahico để được nhân viên tư vấn những cái kích thước của những cái ổ cái nó nhanh như thế này khác nhau á, thường về cái phần ren này thôi. Đó, anh chị liên hệ đến số hotline của công ty Tahico để được tư vấn cách chính xác nhất để mình thực hiện tại nhà. Cái này không có cần thiết phải đưa ra ngoài làm, nó mất thời gian.
cửa lên cửa xuống rồi chậm trễ công việc của mình. Hẹn gặp các chị ở các video clip tiếp theo nha.